Hello mọi người hôm nay về với kênh của Đức Mado thì trước mặt anh em là một cái sản phẩm xe điện ba bánh San Tông à, với cái chiếc xe này thì theo mọi người biết là có cái độ bền cực kỳ là cao rồi đúng không không cần phải làm giả làm nhái bất kể một thương hiệu nào và thương hiệu San Tông thì có rất là lâu đời lây rồi à, ví dụ nhá mình sẽ không thích dán tên là xe Minh Đức lên đấy để làm cái gì cả vì nó là một sản phẩm đến chính hãng từ nhà máy San Tông thì mình cũng không cần phải nói gì nhiều về cái chiếc xe này nữa nếu mà ai đã đi và ai đã trải nghiệm cái chiếc xe này rồi thì mọi người cũng đều đã biết là cái chiếc xe này cực kỳ là dày dặn và chắc chắn nhưng mà giá thành của chiếc xe này thì lại hơi có chút nhỉnh hơn so với những cái đối thủ khác trên thị trường vì làm sao ạ vì ngay bây giờ đức maro sẽ đưa anh em đi xem nhé Thứ nhất là về thiết kế phần đầu đèn phía trước của chiếc xe này Xe có đèn pha, đèn cốt ở tại đây nhé Chiếu xa, chiếu gần cho bản 2024 rồi Đấy, bật tắt rất là led Và đặc biệt logo nhà máy san tông ký hiệu bên trong chiếc đèn này Để tránh trường hợp là có một số đại lý hay cháo chiếc đèn đắt tiền này Sang chiếc đèn e bay rẻ tiền lắp vào đây cho anh em nhé đây là một chiếc đèn đắt tiền đến từ nhà máy San Tông Có chức lăng pha cốt chiếu xa chiếu gần đấy logo dập nổi nhà máy san tông ở chính giữa và có một cái màu sơn đỏ cực kỳ là đẹp đến mình quay vào vấn và bóng này mọi người có thể nhìn thấy mình ở phía bên trong và điện thoại quay Đấy. phía trên của chiếc xe này chúng ta sẽ có đèn xi nhan tích hợp ở hai bên Đấy. Đấy. còi đầy đủ chắc chắn rồi nhưng cái chi tiết trên chiếc xe này thì đều phải đầy đủ dành cho một chiếc xe ba bánh đi thứ nhất là khung rất là dày và hệ thống khung đòn rất là to bà. Đấy, thứ hai là dây điện được bọc rất kỹ càng này. Mọi người thể thấy không? Bọc rất là nhiều lớp. Anh em có thể nhìn cái dây phanh này cũng được bọc nhá. Cái chi tiết dây phanh này cũng được bọc. Đây này. Đấy, cái chi tiết dây phanh này cũng được bọc. Đấy, mọi người thì thấy, thấy tay mình ấn. Và cái chắn bùn phía trước của nhà máy San Tông thì luôn luôn được sơn chống gì và dập nổi ký hiệu logo của nhà máy San Tông tại đây. À, về cái ốc lục giác này Thì dành cho những cái chiếc xe xịn Thì họ thường thường bắt bằng những cái ốc lục Sáng chóa như thế này Chứ không phải là sơn đen nhé Thứ tư thứ năm thì chúng ta thể kể về đến vành lốp sẽ được trang bị vành lốp xịn của nhà máy San Tông và cái lốp này sẽ có thông số là lốp 300 10 lốp không xăm và lốp này là lốp gai đi địa hình này mọi người có thể thấy không nhìn cái gai dánh gai này rất là dày nhá nó sẽ không giống như cái lốp cơ bản ở trên thị trường đâu ạ Đấy cái giỏ sắt của chiếc xe này cũng được trang bị giỏ sắt có lắp và được một thanh gang cố định ở đây nhìn cực kỳ là chắc chắn. Xuống phía dưới của chúng ta sẽ thấy là kể cả chi tiết cái lốp này cũng sẽ có logo ký hiệu nhà máy San Tông này. Đấy mọi người thấy thấy. Hai mặt lốp nhìn rất là đẹp và cái lốp gai này nó vươn hẳn ra đến đây để cho chúng ta bám đường hơn trong những cái cung đường mà trời mưa hoặc là đường lầy. Đấy. Và đặc biệt nhất thì cái chiếc xe xịn của nhà máy San Tông sẽ có số khung số máy rất rõ ràng chi tiết ở phần khung xe và phần động cơ xe nhé. Nhưng cái xe trôi nổi trên thị trường thì thường thường là sẽ rất không có cái số khung này. Nên là mọi người phải lưu ý. À, thứ, nhiều thứ thế nhỉ? Thôi bây giờ bỏ qua thứ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo này. Phanh chân của chiếc xe này cũng có logo nhà máy San Tông, khắc chìm xuống. Ái. À, về hệ thống khung đòn ở đôi này của chúng ta sẽ được sơn chống dỉ hoàn toàn 100% theo nước sơn tiêu chuẩn của nhà máy san tông Đấy, có logo lắp đậy rõ ràng chi tiết ở những cái con ốc này của chúng ta Đấy. về phía phần tem sắt này của chúng ta thì anh em có thể thấy đấy. trên cái tem sắt này sẽ có số động cơ và cái ký hiệu của động cơ và có số cân của xe và có cả số khung của xe ký hiệu ở đây mọi người thấy thấy không những cái bên họ hay làm nhà cái tem này thì thường thường họ không bao giờ có cái số khung xe ở trên cái tem sắt này và cái số Vin động cơ ở trên cái tem sắt này đó và mặt sơn này của chiếc xe này cũng có logo nhà máy san tông và chứ lưu City Power ở ốc bắt những cái con xe này thì dùng ốc lục giác cực kỳ là sắc nét và đẹp mọi người có thể thấy à, về phía phần bánh đằng sau chúng ta sẽ được sử dụng là chắn bùn sơn chống gì à, lốp là lốp không xăm và cũng có ký hiệu lốp 300 trường 10 ở đây Đấy xuống phía dưới của chiếc xe này chúng ta có thể thấy vẫn có ký hiệu logo ở bánh nhá và tất cả ba bánh của chúng ta đều sử dụng cùng một thông số hết và cùng lốp gai địa hình này đến từng hãng sen giao và của nhà máy san tông được sản xuất thiết kế bởi bên đài loan có made in tita one mà design tita one luôn Đấy. logo ký hiệu tại san tông thì vẫn có ở ốp trục bánh rất rõ ràng và sắc nét và cái chắn bùn đằng sau này của chúng ta cũng có logo ký hiệu luôn Chắn bùn này bằng sắt nhé Nếu mà ai nói với anh em là chắn bùn bằng nhựa nó sẽ bền hơn chắn bùn sắt Thì đó là một cái điều sai lầm đấy ạ Rồi xuống phía phần đằng sau của chiếc xe này Chúng ta sẽ có trải dài tựa lưng rất là to bà Và có logo ký hiệu nhà máy san tông Hẳn một dòng chữ san tông ở phía đằng sau Đấy xuống phía phần động cơ của chiếc xe này sẽ được sử dụng động cơ 500W có công suất cực đại lên đến 1.200W và được làm bằng cầu vi sai chất liệu bằng gang giống như chất liệu trên những cái chiếc xe hơi của mình thường ngày chạy ấy, và trên những cái chiếc xe máy chạy đấy đây là động cơ và động cơ này sẽ được sử dụng chống nước nha anh em nhé chứ nếu mà động cơ có quạt gió sẽ bị nước trôi vào quạt gió và sẽ dần đến là hỏng nhanh con động cơ hơn của chúng ta về phía mặt đằng sau này mọi người có thể thấy logo có san tông luôn ký hiệu rõ ràng đàng hoàng luôn đấy Logo này thì không thể tẩy xóa được rồi là cái chắc chắn thôi, Bây giờ chúng ta sẽ đi về phần chi tiết Trên tay xe của chúng ta sẽ có đèn pha cốt là đèn chiều xa chiều gần Đèn xi nhan, còi Và hai tay phanh đều có hai cái lúm gài phanh ở hai bên Để tránh trôi dốc khi chúng ta trượt dốc Có số tiến số lùi ở đây Đấy, 1, 2, 3 nhanh chậm Lút B khóa an toàn trẻ con Và cái màn hình hiện thị Đồng hồ điện tử cũng được ký hiệu logo Santong rất rõ ràng và sắc nét. Khi tắt đi thì cái logo này sẽ không sáng đèn Bật lên thì chúng ta thể thấy logo sáng đèn rất rõ ràng và chi tiết à, Và cái chiếc xe này sẽ đi được 3 người nhá Và có một hộp đựng đồ ở phía đằng sau này Đấy mọi người thể thấy ba người thì làm như thế nào ba người chúng ta đạp xuống và chúng ta trượt lại Thì chúng ta sẽ có hệ thống ba người Đây Đấy ba người Rồi Với cái chế độ mà chạy ba người như thế này thì mình thấy khá là ổn trong cái tầm giá mà chỉ có 20 triệu 500 thì chiếc xe này duy nhất chiếc xe này trên thị trường được sử dụng quả cầu làm bằng gang và động cơ chống nước động cơ ở đây thì bên nhà máy Săn Tông họ có cho cả keo chống nước vào đây này mọi người có thể thấy không cái chiếc xe này thấy rõ ràng nhất này này keo này theo đường mép chỉ keo này chống nước nên là anh em yên tâm nhá rồi giờ thì cũng phải Xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau của Đức Mario.